Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì với những ai theo dõi mình từ những ngày đầu tiên hoặc là những bạn mới theo dõi, mà nếu các bạn nghĩ rằng là mình là một người thật sự tài giỏi hay là một người giỏi giang thông minh, bởi vì mình nhận được rất là nhiều những cái comment kiểu khen mình ấy. Nhưng mà thật ra là mình không giỏi đến cái mức đấy đâu. Có nghĩa là mình chỉ dạng gọi là chăm chỉ ấy, kiểu thế. Mình cũng có rất là nhiều những cái điểm yếu. Tất nhiên khi mình lên video, mình chia sẻ với mọi người, mình sẽ chia sẻ những cái gọi là tích cực, những cái gì mà mình đã làm được để mình tạo động lực cho mọi người cũng cố gắng. Còn thật ra đằng sau nó, mình đã phải cải thiện bản thân rất là nhiều, bởi vì mình có rất nhiều cái điểm yếu mà nó ngăn cản mình làm những cái việc mà đáng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn. Đấy, thì trong cái video này, mình sẽ nhìn vào bản thân mình và mình thành thật với tất cả các bạn là mình đã có những cái điểm yếu gì. Thì cái điểm yếu đầu tiên, mình là một đứa rất là cảm xúc. Mình rất là cảm xúc luôn. Nghĩa là đôi khi mình nghe một cái bài hát buồn mình cũng đủ khóc rồi ấy. Và bởi vì mình là một đứa cảm xúc, thế nên đôi khi mình giải quyết vấn đề, mình xử lý công việc, cái cảm xúc nó ảnh hưởng rất là nhiều khi mình ra quyết định. Có những cái quyết định mình nghĩ rằng là nếu mà mình chín chắn hơn, mình kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn thì mình có thể ra được những cái quyết định nó tốt hơn. Nó tốt hơn không những cho mình mà cho tất cả các bên liên quan. Nên thành ra cái cảm xúc nó làm cho mình trở thành một cái người mà đáng nhẽ ra là mình không đến nỗi xấu tính như thế. Nhưng trong mắt người khác thì kiểu mọi người sẽ nghĩ rằng mình thật là xấu tính, con bé này nó thế này thế kia, kiểu như thế. Thì cái điểm yếu đầu tiên của mình là một đứa nó rất là cảm xúc. Mình phải luyện. Mình luyện bằng cách đơn giản là mình chỉ có đọc sách hoặc là mình xem video tiếng Anh để mình học những cái tư duy của người nước ngoài ấy. Hoặc là những cái vấn đề nào mà người ta phải tách biệt cảm xúc ra ấy. Thì đấy là cái cách để mình luyện và mình vẫn phải đang luyện ấy. Cái điểm yếu thứ hai đó là mình nóng tính. Và tất nhiên là người cảm xúc thì cũng rất dễ nóng tính ấy. Và thật sự mình không có ý để làm hại ai hay làm ai buồn. Kiểu cái tính của mình nó vẫn hay mình vẫn phải kiềm chế, bởi vì mình biết nó là cái điểm yếu của mình và không ai có thời gian muốn hiểu một cái con bé như thế cả. Kiểu như vậy nên là mình phải kiềm chế bản thân mình ấy, mình phải luyện ấy, bởi vì cái việc nóng tính độ nhiều khi nó không giải quyết ra được cái vấn đề gì mà nó làm cho mình không đưa ra được những cái quyết định nó sáng suốt ấy. Thì đấy, cái điểm yếu thứ hai của mình là mình rất là nóng tính. Cái điểm yếu thứ ba của mình là mình bộp chộp. Mình bộp chộp ấy có nghĩa là như thế nào nhỉ? Bị nhanh nhỏng quá đáng ấy. Tất nhiên làm nhanh thì nó sẽ tốt, nhưng mà làm nhanh thì phải làm đúng. Còn nếu mà không làm đúng được thì phải làm chậm thôi, để cho mọi thứ nó phải chuẩn xác. Mình cái kiểu bộp chộp ấy, mình làm cái gì muốn kiểu nhanh lên. Có những cái mà mình muốn nhanh mình không nhanh được, bởi vì nó cần những cái thời gian để vận hành. Ngày xưa mình đầu tư mình chỉ muốn là trong một tuần là mình phải rút ra này, mình phải tăng được lãi suất là bao nhiêu này. Nếu mà như thế, chơi như thế thì chỉ có mất tiền thôi. Vì vậy mà chính cái việc mà đầu tư ấy nó cũng giúp mình giảm cái tính bộp chộp của mình ấy. Mình bắt đầu kiên nhẫn hơn với mọi thứ. Nó giúp mình trong công việc, nó giúp mình trong cái mối quan hệ cá nhân, nó giúp mình trong cái mối quan hệ với gia đình mình nữa. Đấy, thì đến bây giờ gọi là nhiều lúc mình vẫn bộp chộp ấy, nhưng mà nó đã gọi là cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Nghĩa là mình lắng nghe kỹ hơn, mình đi từ từ hơn, từng bước, đấy, kiểu như thế. Nên là đấy cũng là một cái điểm yếu mà mình muốn liệt kê ra trong cái video này. Cái điểm yếu thứ tư của mình là một đứa khá là lộn xộn. Lộn xộn từ ngoài cho đến trong luôn. Trong ở đây chính là trong cái suy nghĩ của mình. Có nhiều lúc cái suy nghĩ của mình nó lộn xộn đến cái mức mà mình làm mọi thứ nó cứ như một cái con ngáo ấy. Nó cứ thẩn thơ, nó cứ thơ thơ thẩn kiểu vậy. Mình giữ quá là nhiều thứ trong đầu nhưng mà mình không sắp xếp nó một cách ngăn nắp. Thế nên là mọi thứ nó cứ lộn xộn ở trong đầu của mình. Có những lúc mà mình muốn nói cái này nhưng mà nói nhầm sang cái khác. Hoặc là có những cái lúc mà mình muốn làm cái này nhưng mà mình lại làm nhầm sang cái khác. Là bởi vì cái tư duy, cái suy nghĩ của mình nó bị lộn xộn ở cái thời điểm đấy. Đấy là một cái điểm yếu mà mình thật sự muốn khắc phục luôn. Và những cái lúc mà mình cảm giác như mình đang bị ngáo ấy, là mình sẽ kiểu nghỉ ngơi một tí, mình sẽ đọc sách. Đọc sách nó làm cho mình thư giãn hơn rất là nhiều trong suy nghĩ.
hoặc là mình xem video của những bạn nước ngoài để mình học những cái tư duy của họ, thì mình mới bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ lại những cái gì mà mình cần phải giữ trong đầu, những cái gì mà mình muốn đẩy nó ra khỏi đầu mình. Mình sẽ chia rõ ra những cái gì gọi là cốt lõi mà mình cần phải giữ trong đầu, còn lại là những cái không cần thiết mình bỏ nó ra. Sau khi mà mình tĩnh tâm lại thì việc đầu tiên là mình sẽ dọn phòng của mình để cho nó không bị lộn xộn. Bởi vì nếu mà mình nhìn mọi thứ nó không lộn xộn thì mình sẽ có cái cảm giác là mình có thể sắp xếp được mọi thứ trong đầu mình, nó cũng ngăn nắp hơn. Thì đấy, cái việc đầu tiên là mình sẽ dọn dẹp mọi thứ trong phòng mình để nó không lộn xộn. Tiếp theo là mình sẽ dọn dẹp những cái thứ nó không cần thiết trong đầu mình, thì mình sẽ vứt đi và chỉ giữ lại những cái thật sự quan trọng mà mình muốn tập trung vào. Cái điểm yếu thứ 5 của mình đó là mình là một người thích kiểm soát. Và tất nhiên là sau rất là nhiều những cái trải nghiệm nó không mấy vui vẻ gì cả thì mình nhận thấy ra được rằng là nó không bao giờ phù hợp với những cái người mà mình yêu thương. Bây giờ thì mình đỡ hơn rồi, bởi vì sau nhiều những cái bài học rút ra, nhiều những cái sự gọi là áp lực từ cái việc mà mình thích kiểm soát người khác ấy, thì mình kiểu như là bị đánh nhiều quá thì bây giờ cũng phải chừa. Thì mình đỡ kiểm soát người khác hơn, vẫn còn một chút, vẫn còn một chút đấy mọi người, nhưng mà nó cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi. Mình nghĩ rằng là kiểm soát những cái người yêu thương mình, hay là người mình yêu thương, hay là những cái việc xung quanh mình ấy, nó sẽ không bao giờ phù hợp được. Bởi vì đến, như các bạn thử nghĩ xem, các bạn có sống theo kỳ vọng của người khác được không? Có sống theo cái sự kiểm soát của người khác được không? Mình thì không làm được cái việc đấy. Bản thân mình còn không sống theo được cái kỳ vọng của bố mẹ hay là những cái sự kiểm soát của người khác, thì làm sao mà mình có thể kiểm soát được cuộc đời hay là cuộc sống của một ai đó. Nên là cái việc kiểm soát nó là kiểu một cái gì đấy nó sẽ không bao giờ thành công trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào cả. Thì vẫn phải luyện, nhưng mà mình nghĩ là nó không đến cái mức mà nó làm cho mọi thứ nó quá tồi tệ. Ok, thì đó là 6 cái điểm yếu của bản thân mình mà mình trung thực kể cho các bạn. Và mình hy vọng các bạn hãy nhìn vào cái điểm yếu của bản thân, cố gắng nỗ lực để giải quyết, để cải thiện mình, để trở thành một người tốt hơn với gia đình, với xã hội, với tất cả các mối quan hệ xung quanh mọi người. Bởi vì mình tin rằng ai cũng muốn trở thành một người tốt, một người giỏi giang, một người thành đạt. Thế nên hãy cố gắng nhìn vào cái điểm yếu của bản thân. Và nếu các bạn càng nhận biết nó càng sớm thì các bạn lại càng thành công sớm. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Và cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã luôn xem video và ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye.